mối quan hệ mới. Đây là cái điều mà Duy cảm thấy rất là tuyệt vời trên con đường xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Nhưng từ một người sống ở bên Úc xa Việt Nam mười mấy năm, hoàn toàn không có nhiều à, gọi là không có nhiều mối quan hệ ở Việt Nam. Nhưng mà khi về Việt Nam rồi thì Duy gặp rất nhiều người, rất nhiều mối quan hệ mới được xây dựng chỉ trong vòng một cái bắt tay, trong vòng một tiếng đồng hồ nói chuyện, trong vòng một câu chào mà thôi. Đó là vì sao? Bởi vì họ đã biết đến mình từ trước, họ đã có sự tin tưởng từ trước, họ đã hiểu được cái giá trị của mình đối với họ là gì. Và tất nhiên trong cuộc sống này thì mọi mối quan hệ đều dựa trên sự trao đổi qua lại giữa các giá trị với nhau. Đúng không ạ? Chỉ trừ có những mối quan hệ ruột thịt thì nó là vô điều kiện. Còn lại thì mọi mối quan hệ đều dựa trên cái sự cái giá trị của các bên mang lại cho nhau và đặc biệt là trong công việc trong kinh doanh trong cuộc sống là càng như vậy. Cho nên nếu như mà các mối quan hệ khác nhận thấy rằng các anh chị là người có giá trị đối với với bản thân của họ thì họ cũng sẽ muốn kết nối với các anh chị. Họ cũng sẽ chủ động tiếp cận với các anh chị. Họ cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ các cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư, cơ hội phát triển với các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã chứng tỏ được cái sự tin tưởng của mình thông qua thiện cá nhân. Và một cái điều nữa đó là khi các anh chị đang là chuyên gia thì chuyên gia ở đây các anh chị sẽ phải cố gắng đi để chứng tỏ bản thân của mình với người khác rằng tôi có năng lực, có chuyên môn, tôi có giải pháp dành cho các anh chị. Đúng không ạ? nhưng mà khi chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân của mình có nghĩa là nhiều người biết đến mình nhiều người yêu mến mình hơn thì đó cũng là một cái bằng chứng để cho người khác chứng tỏ rằng là giá trị của anh chị cao hơn so với những chuyên gia khác cho nên một cái lợi ích lợi ích rất lớn tiếp theo mà duy muốn chia sẻ với anh chị đó là khi chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thì đồng thời chúng ta cũng làm tăng giá trị của bản thân các anh chị của bản thân chúng ta và khi tăng giá trị của bản thân mình thì điều đó có nghĩa là gì điều đó có nghĩa là các anh chị cũng sẽ tăng giá dịch vụ, giá sản phẩm, giá bán của các anh chị ra bên ngoài. Đó là lý do vì sao mà chúng ta muốn booking một KOL 300.000 người theo dõi thì khác với KOL mà 50.000 người theo dõi. Bởi vì, bởi vì sao? Bởi vì giá trị của chúng ta bây giờ còn được tính thêm bằng số lượng người mà chúng ta có thể tạo ra cái tầm ảnh hưởng đối với họ. Và đó chính là số lượng người theo dõi, chính là cộng đồng của các anh chị, chính là những người mà các anh chị có thể ảnh hưởng được tới và tiếp cận được tới. Thì lúc này giá trị của bản thân chúng ta nó không chỉ dừng lại ở vấn đề về chuyên môn nữa mà lúc này chúng ta đang tiếp cận được cái tệp thị trường rộng hơn, người theo dõi rộng hơn. Và khi chúng ta tiếp cận được nhiều người hơn, nhiều người mong muốn mình hơn, thì chắc chắn rằng chúng ta có quyền lựa chọn cao hơn. Và điều đấy có nghĩa rằng các anh chị có thể nâng cao được cái giá trị cũng như là giá bán sản phẩm của mình ra bên ngoài, đúng không ạ? Thì đó là cái lý do vì sao mà duy tin rằng các anh chị nên bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Thế thì bây giờ tôi đã phải là chuyên gia đâu? mà tôi cần xây dựng thương hiệu cá nhân hay là chuyên gia như thế nào thì cần xây dựng thương hiệu cá nhân à, nhưng mà quan điểm của duy khi nói về việc xây dựng thương hiệu cá nhân thì ai cũng nên xây dựng thương hiệu cá nhân của mình ai cũng có thương hiệu cá nhân cả thương hiệu cá nhân thì chẳng qua là những gì mà người khác cảm nhận về mình mà thôi được không ạ nếu như thương hiệu chuyên gia có nghĩa rằng là những người khác cảm nhận như thế nào về cái chuyên gia này các anh chị cảm nhận như thế nào về cốt duy nguyễn có thể comment giúp duy trong ô chat cảm nhận của anh chị được không ạ cái từ khóa nào là từ khóa mà các anh chị cảm nhận về duy đấy là thương hiệu của duy đã xây dựng những từ khóa mà anh chị chia sẻ trong ô chat chính là cảm nhận của anh chị về duy và đó chính là cái đại diện cái biểu hiện cái thể hiện ra bên ngoài về thương hiệu cá nhân của duy như thế nào đối với mọi người vậy thì cũng tương tự như vậy thì ai cũng đều có cái giá trị của bản thân mình chứ không nhất thiết cứ phải là giáo sư là tiến sĩ là bác sĩ mới là chuyên gia phải là giám đốc mới là chuyên gia phải bằng này bằng kia mới là chuyên gia Quan điểm của Duy, ai cũng có một cái thương hiệu cá nhân và cũng đều là chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Nó chỉ là ở cấp độ khác nhau mà thôi. Bởi vì mỗi một người đều có những kinh nghiệm, những trải nghiệm, những thành công, những thất bại, những giải pháp của bản thân mình. Đúng không ạ? Kể cả các anh chị đang làm công việc giống như tôi, chỉ là một người, Duy biết có rất nhiều các chị, uh, Duy có một gặp một vài người học viên trước đây các bạn chỉ làm công việc trợ lý thôi tức là về mặt danh chính ngân thuận trong công ty thì các bạn chỉ là một trợ lý chứ các bạn không phải là chức là trưởng phòng hay giám đốc hay là quản lý hay cái gì cả trợ lý nhưng mà các bạn có một cái năng lực đó là năng lực có thể sắp xếp được công việc của lãnh đạo của sếp của mình của quản lý của mình một cách rất là gọn gàng ngăn nắp khoa học bài bản chuyên nghiệp thì đấy là chuyên môn của bạn và sau đó bạn làm một cái kênh đó là chia sẻ về cách thức để quản lý thời gian để sắp xếp công việc thậm chí cũng cách thức đơn giản là làm thế nào để sắp xếp các cái file ở trong máy tính của mình nó chuyên nghiệp nó khoa học làm thế nào để bất cứ bất kể một cái data nào mình có thu thập về đến lúc nào mình cần mình có thể mang ra mình tìm kiếm được và đấy chính là giải pháp của bạn và nó cái giải pháp đó đã được áp dụng trong công việc của bạn bạn đã, đã áp dụng thành công đã tìm ra cái nguyên lý làm việc của riêng mình và nó giúp bạn uh, đạt được kết quả tốt trong công việc của mình thì chắc chắn rằng cái giải pháp đấy cũng sẽ rất cần cho rất nhiều người. Đó là ai? Đó là những trợ lý khác. Đó là những người cũng làm công việc văn phòng mà cũng cần phải thường xuyên tìm cái cách làm sao để làm việc khoa học hơn, hiệu suất cao hơn. Đó là các bạn sinh viên. Và như vậy là chuyên môn của bạn đều có, chứ không nhất thiết là cứ phải là phải là chuyên gia, là phải bằng cấp hay cái đấy kia. Chúng ta có nhiều cấp độ chuyên gia khác nhau. Đúng không ạ? Ở đây ấy, chuyên gia thì phân tích một chút xíu. Các anh chị có thể nói với duy rằng là à, chuyên gia có nghĩa là theo định nghĩa là chuyên gia phải học hàm học vị đồng ý với các chị có định nghĩa đó còn quan điểm của duy thì trong từ cái từ chuyên gia ở đây cũng có thể là một gia là gì là nhà một người có chuyên môn và ngày xưa thì chúng ta bị hạn chế trong việc là chuyên môn phải là giáo phải là bác sĩ phải là kỹ sư phải là nhà giáo đúng không ạ còn bây giờ thì chúng ta có rất nhiều ngành nghề rất nhiều lĩnh vực khác nhau thậm chí một cái mô hình kinh doanh gần đây mà duy cảm thấy rất là thú vị đấy là một chị đúng không ạ chị start up ra một cái mô hình kinh doanh đấy là sắp xếp ngăn nắp tủ quần áo và nó cũng thành một mô hình kinh doanh. Và nó rất thành công. Và đấy là chuyên môn của mình. Và nếu, và khi mà chúng ta xây dựng được cái thương hiệu chuyên môn, chuyên môn đấy là tôi là một người chuyên đi giúp cho các anh chị mà bận rộn với công việc của mình và cái tủ quần áo nó quá nhiều, sắp xếp lại một cách khoa học ngăn nắp trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thì rõ ràng các anh chị sẽ có một cái thương hiệu và đấy các anh chị là đối với khách hàng đấy là chuyên gia của anh chị. Tất cả mọi người nên xây dựng thương hiệu chuyên môn của mình, chuyên gia của mình. Đấy là lý do vì sao mà duy tin rằng À, các anh chị nên xây dựng thương hiệu cá nhân của mình được không ạ và để duy chia sẻ với chị một cái trải nghiệm khi mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thì nó sẽ mở ra cho anh chị rất nhiều các cơ hội mới mở ra cho anh chị rất nhiều những hướng đi mới mở ra cho anh chị rất nhiều những cái nguồn thu nhập mới mở ra cho anh chị rất nhiều những cái mối quan hệ mới mà trước giờ mình nghĩ rằng mình không có thể bao giờ có được có lẽ là ngày xưa duy cách đây gọi là ngày xưa thì hơi xa xôi nhưng cách đây khoảng 3 năm trước đó 3 năm thì duy không bao giờ duy nghĩ rằng là mình có thể đứng trên những sân khấu lớn với một ngàn chủ doanh nghiệp ngồi ở bên dưới cũng không thể nghĩ rằng mình có thể đứng ở sân khấu với một ngàn các quản lý các sales của các công ty các tập đoàn lớn như là Bảo Việt, Prudential, AIA, Mobifone, đúng không ạ? À, các cái sàn bất động sản, vân vân. Bởi vì mình nghĩ rằng công việc của mình làm sao cho phép mình làm cái điều đó. Nhưng sau khi mình nhận ra rằng là khi mình có một chuyên môn ví dụ như cụ thể của duy chuyên môn mọi người biết biết tới nhiều nhất đó là chuyên môn về bán hàng thực ra cái nghề bán hàng việt nam có đến gần chục triệu người làm nghề bán hàng chứ không phải một mình duy đâu nhưng mà lý do vì sao duy lại có thể bước ra khỏi đám đông đó và thu được sự chú ý và đưa về những cái buổi ví dụ như có những buổi đào tạo 30 phút đồng hồ gần đây nhất duy có đào tạo cho ngân hàng acb ở trong sài gòn ba mươi phút đồng hồ với mức phí mà rất là cao Vậy thì cái điều này là điều mà không bao giờ mình có thể nghĩ tới rằng tôi chỉ công làm công việc làm sales mà tôi có thể có những hoạt động như vậy. Theo các anh chị, khi mà chúng ta có được những cơ hội như vậy, từ cái công việc mà trước giờ mình đang làm, nhưng nó cho mình nhiều cơ hội như vậy, các anh chị có cảm thấy tuyệt vời không ạ? Nếu cảm thấy tuyệt vời, comment giúp Duy trong ô chat của mình chứ tuyệt vời. Đó là lý do vì sao mà Duy khuyến khích các anh chị đừng nghĩ rằng mình đang làm một công việc nào đó, nó chỉ là một cái công việc thôi mà nó không mang lại cho mình cái lợi ích nào khác. Miễn là các anh chị làm tốt nó Và tạo ra cho nó Tức là nâng cấp bản thân của mình Và biến nó thành Một cái thương hiệu Và các anh chị có một giải pháp triệt để Thì các anh chị sẽ lan tỏa Và tại thời điểm bây giờ thì cơ hội dành cho tất cả mọi người Cơ hội dành cho tất cả mọi người Chứ không phải dành cho ai nữa Duy đã ở bên Úc không có cách Việt Nam 8.000 km 18 tiếng bay Và hoàn toàn là không có về Việt Nam Từ cách đó rất nhiều năm rồi nhưng mà bởi vì xây dựng thương hiệu cá nhân cho nên duy đã ở việt nam và đã có rất nhiều các hoạt động khác nhau